Siêu thị máy tính chính An Khang xin chào. Hôm nay thì An Khang sẽ giới thiệu đến bạn một sản phẩm của Dell, đó là Dell Inspiron 7460 với hai phiên bản, đó là i5 và i7. Tông màu vàng gold vỏ nhôm đang là xu hướng thiết kế hiện đại mà sang trọng cho sản phẩm này. Dù cấu hình cao và có thêm cả màn hình rời để chơi game hoặc là thiết kế đồ họa thì khối lượng máy cũng rất là nhẹ, chỉ ở mức 1,6 kg, hoàn toàn phù hợp với giới doanh nhân hoặc là công sở. Mặt trước thiết kế khá là đơn giản nhưng trông rất là sang trọng, là một tấm nhôm phẳng và logo Dell ở chính giữa. Viền máy được cắt kim cương rất là đẹp mắt, nhưng điểm yếu đó là dễ bị chảy xước. Về màn hình của máy, đây chính là phần nổi bật nhất của Dell 7460 với viền màn hình rất là mỏng, chỉ hơn 5mm. Hiệu quả thị giác đem lại cũng vô cùng ấn tượng, đồng thời cũng góp phần làm giảm kích cỡ của sản phẩm, gần bằng một chiếc máy tính 13,3 inch thông thường. Toàn bộ mặt bên trong của máy là một lớp nhựa mềm màu đen, cho cảm giác sờ êm, tuy nhiên khá là bám vân tay. Độ này của bàn phím ở mức khá, có êm tay. Bàn phím có đèn LED backlit trắng hai mức độ sáng khác nhau. Bàn di chuyển của máy có độ chính xác cao. Ngoài ra còn hỗ trợ sẵn các thao tác vuốt 2, 3, 4 ngón tay rất là mượt mà. Cạnh trái của máy bao gồm một jack cắm tai nghe 3.5mm, hai cổng USB 3.0, cổng HDMI và cổng LANiga. Cạnh phải của chúng ta sẽ bao gồm một khe đọc thể nhớ máy ảnh đa năng, một cổng USB 2.0 và đáng tiếc là sản phẩm của chúng ta không có cổng USB Type-C. Khe giảm nhiệt của Inspiron 7460 được giấu ở giữa màn hình và thân máy, đảm bảo hơi nóng thoát ra và không ảnh hưởng tới người dùng. Mặt sau máy thì có thêm một khe giảm nhiệt dài, hai loa hai bên và hai sân đế cao su để nâng thân máy lên cao. Pin 3 sao được gắn liền ở trong máy. Với các tác vụ lướt web, xem video, lập trình, soạn thảo thì pin của máy sẽ trụ được khoảng 4-5 tiếng. Nhận định về hiệu năng của máy, Dell Inspiron 7460 là thế hệ laptop được trang bị chip mới nhất hiện nay, đó là Kaby Lake của Intel. RAM loại DDR4 có băng thông cao là 2133MHz và máy có tới 2 loại ổ cứng, bao gồm HDD và SSD. Trong đó là 128GB SSD dùng để chạy Windows 10 bản quyền đã được cài sẵn vào trong máy. Đặc biệt là Inspiron 7460 được trang bị thêm 2GB card rời GTX 940MX đủ dùng cho đa số nhu cầu của giới văn phòng công sở như xem phim, chơi game, làm việc với các phần mềm thiết kế đồ họa cơ bản. Màn hình của Dell 7460 là loại màn hình gương, độ phân giải là Full HD với tấm nền IPS cho góc nhìn tuyệt vời, màu sắc khá là rực rỡ. Tuy nhiên điểm yếu ở đây đó chính là màu hơi ám vàng. Hãng đã cố tình sản xuất như vậy nhằm bảo vệ mắt của chúng ta dùng máy tính tốt hơn vào ban đêm. Dell 7460 đang có hai phiên bản khác nhau về cấu hình. Nếu như nhu cầu cao, bạn có thể lựa chọn phiên bản GB7, RAM 8GB và 1TB ổ cứng HDD với giá là hơn 20 triệu đồng. Phiên bản khác ở mức giá dễ chịu hơn đó là 17 triệu đồng. Với cấu hình Core i5 4GB RAM và kèm theo đó là 500GB ổ cứng HDD. Như vậy là Inspiron 7460 có thiết kế đẹp, nhẹ, sang trọng, viền màn hình mỏng bắt mắt cùng với hai mức giá phù hợp với rất là nhiều đối tượng sử dụng khác nhau. Hiệu năng cao khiến máy của bạn chạy mượt mà, màn hình sáng đẹp, góc nhìn rộng sẽ giúp bạn có chất lượng giải trí tốt nhất có thể. Siêu thị máy tính An Khang cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.